Thưa quý vị, thưa các bạn, được giao đất cách đây nhiều năm, song đến nay dự án xây dựng nhà máy may tại xã Yên Bình, huyện Ý Yên vẫn dậm chân tại chỗ. Nhà xưởng xây dựng xong, bỏ hoang đã hơn 6 năm nay, gây lãng phí tài nguyên đất, công trình trên đất và bức xúc đối với chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Góc Nhìn và Dư Luận. Thực hiện chủ trương thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông thôn để giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định số 703 ngày 31 tháng 3 năm 2016, thu hồi hơn 7.400 m2 đất thuộc Quỹ đất Quy hoạch Sản xuất Kinh doanh do Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình, huyện Ý Yên quản lý, giao cho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định thuê lại, thời hạn 50 năm để thực hiện dự án xây dựng nhà máy may. Tuy nhiên, kể từ ngày được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất đến nay, trên nền diện tích hơn 7.300 m2 đất thuê lại, doanh nghiệp mới chỉ xây dựng duy nhất một nhà xưởng hơn 1.800 m2 và bỏ không nhiều năm nay. Điều đáng nói là công trình chưa được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng. Năm 2011 đến năm 2015 thì nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã Yên Bình có tạo điều kiện để cho công ty dệt may về làm cái cơ sở này là trên 7.000 m2 với cái nhà may ở đây để mục đích là tạo điều kiện công ăn việc làm cho nhân dân. Đấy, và được Ủy ban Nhân huyện, Ủy ban Nhân tỉnh cũng đã chuyển đổi mục đích và giao cái đất cho thuê mượn, cái đất ở đất Yên Bình này cho công ty dệt may Nam Định. Thì thực ra mà nói trước thì chúng tôi rất mong mỏi và chờ đợi. Đấy, mong mỏi chờ đợi làm sao biết được là giải quyết được cái công ăn việc làm cho nhân dân và con em xã Yên Bình sau một thời gian rất là dài. Sau khi hoàn thành toàn bộ cái khu vực nhà máy may này rồi, nhưng mà thực ra mà nói công ty dệt may là cũng không hoạt động mà cũng cứ để kín cửa như thế này. Trước cái tình hình như vậy thì nhân dân chúng tôi cũng rất là cảm thấy rất là bức xúc. Ban đầu thì là trong cái lúc mà chờ các cái cấp có thẩm quyền đấy quyết định cho thuê đất là 50 năm đấy, thì công ty thì lúc đó thì cũng đã có những cái khởi động về cái xây dựng là khi chưa có cái quyết định. Tuy nhiên thì lúc đó thì có ý kiến, cũng báo cáo thật với các anh là cũng có ý kiến của một số là cử tri. Thế nên là đối với là huyện, đối với xã chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và có những cái xác lập văn bản yêu cầu là công ty dệt may Nam Định là phải dừng cái việc xây dựng. Thế nhưng đến khi năm 2016 thì khi đầy đủ hoàn tất các cái thủ tục theo cái quy định pháp luật, nghĩa là có quyết định của tỉnh được thuê đất 50 năm theo quy định, thì công ty dệt may là hoàn thiện các cái công trình, các hạng mục. Thế nhưng đến nay thì cũng xin báo cáo với các anh là công ty không khởi động, không đi vào là khai thác là sử dụng. Thế nên dẫn đến là nhân dân có ý kiến rất nhiều. Nhà xưởng trống không và khu đất bỏ hoang sau nhiều năm không sử dụng đã xuống cấp trầm trọng. Trong khi nhu cầu việc làm đối với lao động nông thôn ở xã Yên Bình và các địa phương lân cận ngày một gia tăng. Được biết, đây là khu trụ sở cũ của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình, được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thu hồi trong quá trình xử lý vụ việc vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương xảy ra vào các năm 2014-2015. Nếu như cứ để mà bỏ cỏ, bỏ hoang như này tiếp tục thì cứ nhất là tình hình an ninh địa phương rất là phức tạp và nhân dân tiếp tục có những cái hoài nghi đến công tác lãnh đạo rồi công tác quản lý điều hành của đối với lãnh đạo địa phương rất là khó khăn, có những cái hoài nghi. Thế nên mong rằng là trong cái thời gian tới thì đối với các cấp từ huyện đến tỉnh là nhanh chóng có những cái mà xem xét xử lý. Cái dự án này thì nó không thuộc thẩm quyền là giải quyết của đơn vị xã nữa. Thế thì chúng tôi muốn kiến nghị với lại Ủy ban Nhân tỉnh là các cấp có thẩm quyền sớm xem xét. Cái thứ nhất là nếu như mà đơn vị xây dựng dự án mà không đi vào hoạt động hoặc quá cái khả năng của dự án của đơn vị thì đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh là xem xét, nghiên cứu, thu hồi quyết định hoặc là có một cái biện pháp nào đó cho các cái đơn vị, cho các cái nhà đầu tư khác có đủ cái năng lực để xây dựng các cái mô hình sản xuất khác phù hợp với lại cái điều kiện của địa phương để tạo công ăn việc làm cho địa phương một cách nhanh nhất và sớm nhất, tạo được cái niềm tin của nhân dân đối với lại các cấp ủy chính quyền.
Trước thực trạng dự án nhà máy may nhiều năm không được Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định triển khai, cử tri và nhân dân xã Yên Bình đã rất bức xúc, nhiều lần kiến nghị tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, Hội đồng Nhân dân huyện và trong các kỳ tiếp xúc giữa cử tri xã Yên Bình, cử tri huyện Ý Yên với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đại diện lãnh đạo xã Yên Bình cũng như người dân ở đây, thực trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.